em chào, xin chào các cô bác, các anh chị, các bạn và các em. Hôm nay trời đẹp lắm cho nên em ra ngoài này ngồi. Và việc đầu tiên, mời cả nhà ăn bánh macaron. Thì bánh này thì chắc ai cũng phải biết đúng không ạ? Thường thì bánh này lúc nào cũng phải có ở trong tủ lạnh nhà em hết. Nhưng mà em không có ăn được nhiều, một cái thôi à các bạn. Mua thì mua một hộp nhưng mà để dành chứ đâu có ai bán một cái đâu. Mua trong chợ Mỹ đó, mua ở trong Sam á. Nè, ăn một cái thôi, một cái duy nhất. Và uống một ly trà. Một cái em ăn cũng không hết. Lý do các bạn biết tại sao không? Nó ngọt quá sức tưởng tượng. Cắn tí xíu cho nó có một cái vị ngọt ở trong người mình thôi. Nhưng mà ngày nào mà không uống Starbucks thì ăn một cái, lấy một cái bánh ra ăn nhưng mà không bao giờ ăn hết. Chưa từng bao giờ có thể ăn hết được một cái bánh như vậy cả các bạn. Và đây, đây là bánh. Chưa bao giờ ăn hết một cái bánh. Nhưng mà cần phải ăn nếu mà ngày nào không uống Starbucks các bạn. Tí xíu thôi. Đó, mà bánh này thì chắc các bạn biết là rất ngon rồi đúng không ạ? Mỗi một cái màu là một mùi khác nhau. Đây. Đó, lấy ra để uống trà thôi. Thì ngày nào mà uống Starbucks thì ngày đó sẽ không ăn. Tại vì ngọt lắm, cái bánh này ngọt lắm. Thì hôm nay ăn green tea đi, green tea còn nhiều nhất cho nên ăn green tea. Cái này thì thường là phải bỏ tủ lạnh. Đó, hộp đẹp không các bạn? Rẻ lắm các bạn, có mười mấy đồng hộp như vậy à. Nè, lấy một cái ra ăn vậy thôi à. Không bao giờ ăn hết các bạn, không bao giờ luôn. Green tea rất là ngon, mình mời các bạn nha. Các bạn ơi, rất là ngon, 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 thật là ngon luôn các bạn. Nó ghi là green tea nhưng mà mình lại thấy nó coi như là có cái mùi chanh vậy đó. Và đây là một ly trà, này là jasmine green tea. Đó, tí vậy thôi các bạn. Vừa coi YouTube cho các bạn làm được video và đây, đây là cái bánh. Và đây, đây là cái bánh. Cái hộp bánh này thì mình mới ăn cái bánh này màu xanh. Thường thì mình ăn màu khác nhưng mà ngày hôm nay mình ăn màu xanh mình mới cảm thấy là wow, màu xanh ngon quá các bạn. Thật là tuyệt vời. Mình mới mua cái này. Cái này thì ai làm YouTube thì những người mà làm YouTube và chơi game chuyên nghiệp rồi thì chắc ai cũng biết cái hiệu này. Cái microphone dành cho professional đó, nhưng mà mình không có professional, nhưng mà tại vì thấy nó thích mua à. Mua mấy cái rồi các bạn, mua chưa open box luôn. Còn để trên lầu đó. Tại vì thật sự ra là nhìn sơ qua là đã biết là không biết xài rồi. Cho nên là để đó, nhưng mà cái này thì mình thấy là dễ xài hơn nè. Cho nên là mình mua. Mình đã mở thử ra ngày hôm qua rồi, nhưng mà mình thấy là rất là ok. Mình nghĩ là mình sẽ set up được, nhưng mà cuối cùng thì không được. Đó, để mình kể cho các bạn nghe. Thế là ngày hôm qua mình mới vào tổng cộng là 4 cái YouTube của các bạn Việt Nam. Những bạn nào mà xài về cái này nè, tại vì mình bấm vô bằng tiếng Việt ha. Mình bấm cái tên này vô, cái tên hiệu của nó và cái microphone này vô. Mình nói rằng là hướng dẫn cách chỉ làm, chỉ set up về cái này. Mình bấm tiếng Việt, thành ra là nó ra các bạn Việt Nam ha. Đó, thì người đầu tiên thì mình thấy cái người này chắc cũng là giỏi lắm về YouTube rồi đó. Cho nên là mình thấy bạn đó có tới mấy trăm ngàn người để vô xem khi bạn ấy review cái này nè. Đó, cho nên là mình cũng vào. Mình xem hết video của bạn ấy luôn. Cuối cùng bạn chẳng chỉ một cái gì cả. Giống như là bạn chỉ khoe là bạn mua được cái này thôi. Và cái này nó có cái công dụng thế này, thế này, thế này, thế này. Rồi xong, hết video. Làm mình quá thất vọng. Vì mình muốn được vô để coi các bạn chỉ mình set up như thế nào. Cuối cùng rồi thôi, bỏ qua.
Bạn ấy nói rằng là chờ qua video sau bạn sẽ chỉ cho cái cách làm. Rồi mình vô, mà cái video này bạn này đăng lên là 3 tháng rồi. Thế là mình follow theo cái tên của các bạn và mình ghi cái hiệu này lên. Và mình đi kiếm cái phần 2, bạn ấy không có đăng, không có làm cái phần 2. Tức là bạn ấy không có chỉ cho người ta cái cách xài. Mà cái video đầu tiên á, mình tìm được cậu ấy thì cậu ấy ghi rõ ràng là chỉ dẫn cách xài. Rồi, thất vọng một người YouTuber Việt Nam, ok? Đó, rồi, kiếm người thứ hai. Khi mình kiếm người được người thứ hai rồi, mình cũng coi hết video cho họ luôn, khoảng trên 10 phút. Cuối cùng cũng y như là cái người trước thôi. Họ cũng chỉ là coi như mua được, rồi khoe với các bạn thôi. Và nói cho các bạn biết, cái máy này nó phải có cái nút này, nút này, nút này, cái nút này gọi là cái gì. Rồi cũng không có chỉ cách xài luôn ha. Mình lại thất vọng người thứ hai. Tới người thứ ba là một cái anh đó ở bên Mỹ. Anh cũng mua. Anh mua, mình mua là 129 đồng. Nhưng mà khi anh mua Black Friday nó on sale, anh mua có 99 đồng thôi. Thì anh cũng mở ra và chỉ. Nhưng mà hai cái anh này đó thì không có giỏi bằng cái anh trước. Cái anh trước là professional luôn. Thành ra là mặc dầu là mình không coi được cái cách ảnh chỉ dẫn, nhưng mà cái cách mà ảnh cho mình biết về cái này thì cũng rất là thích. Nhưng mà cái bạn thứ hai thì quá thất vọng vì không có gì cả, chỉ là khoe thôi. Rồi tới khi cái anh thứ ba, ảnh ở bên Mỹ, thì mình nghĩ rằng là chắc anh này là có thể được đó. Chắc anh này là có thể là chỉ cách cho mình xài như thế nào đây. Trời ơi các bạn biết không, coi hết video luôn, ai cũng khoảng là trên 10 phút, có người 15 phút. Coi hết luôn video các bạn, cuối cùng cũng chỉ là khoe thôi. Ba video luôn, không có ai chỉ mình là xài như thế nào cả. Ok, rồi, thôi. Quá tam ba bận, cho nên là mình quyết tâm vào người thứ tư nữa xem coi như thế nào. Thì với một anh thứ tư, cũng ở bên Mỹ, tức là hai người bạn bên Việt Nam, hai người bên Việt Nam và hai người bên Mỹ, mình chưa từng bao giờ biết những người này ha. Thì tới người thứ tư, thì cái anh thứ tư này đó ở bên Mỹ, thì video ảnh chỉ có 8 phút thôi, thì mình hy vọng là anh này chắc có thể sẽ chỉ cho mình cái cách cắm như thế nào, cắm từ cái máy này để qua bên cái MacBook. Tại vì mình nói thật với các bạn, Samsung với lại SP thì mình rất giỏi luôn, nhưng mà đặc biệt là iPhone và MacBook mình chưa từng bao giờ xài qua. Từ ngày mới biết làm YouTube là bắt đầu mới tập tành để mua cái iPhone 11. Tới khi bây giờ cũng đâu có xài đâu, để đó cho cháu ngoại chơi game. Tại vì không có xài quen các bạn, mà cũng không có muốn thay đổi. Tại vì mình xài Samsung hơn 10 năm rồi các bạn, xài Samsung quen rồi. Nhưng mà bon chen là tại sao? Vì bắt đầu làm YouTube, Samsung mới đi ra nắng mà khoảng 90 độ thôi, 95 độ là bạn đã không quay được video rồi. Cái phone nó nóng hừng hực là không làm được. Cho nên là thôi mua iPhone, cuối cùng không xài được. Thì mình muốn ai chỉ cho mình, tại vì ai cũng show lên, tại mình bấm mà cái này connect với lại MacBook và chỉ cho mình cách hướng dẫn, cho nên là show một loạt luôn các bạn. Thì mình rất là hy vọng ở cái anh thứ tư 8 phút. Thì anh bắt đầu, anh cũng lấy ra, anh lấy ra cái này mình mở rồi nha các bạn. Anh lấy ra và anh cũng show hết cho mình xem như thế này, thế này, thế này. Và anh nói rằng là anh sẽ dùng cái này với lại cái MacBook. Đó, thì mình nghe là mình mừng rồi. Đúng ngay cái suy nghĩ của mình mà, mình đang cần mà. Đó, thế là mình theo dõi anh trong vòng 8 phút. Anh lấy ra hết như vậy nè các bạn. Và anh khen lắm, anh đọc. Anh đọc và anh khen rất là nhiều luôn. Rồi anh có vẻ thích lắm, làm cho mình cũng phấn khởi ở 1 giây, 2 giây phút đầu lắm. Thế thì đó, bắt đầu anh lấy ra thì cũng như những anh trước thôi. Bấm nút này, nút này, cái nút này là cái gì, nút này là cái gì, nút này cái gì, cái gì. Và sau đó anh dùng cái dây cable, ok. Anh chỉ cho mình là cắm vô đây. Thì những cái này thì không chỉ mình cũng biết rồi, nhưng mà cái quan trọng là chỉ cái cách để xài. Và cái này phải bấm cắm vô với lại cái này phải cắm vô với cái MacBook. Ok, khi mình coi xong hết rồi, oh yeah, rồi cảm ơn cái anh thứ tư nha. Rồi cắm vô vậy á, mình đang hy vọng ở anh rất là nhiều luôn các bạn.
Tự nhiên các anh nói ok bye bye, hẹn gặp lại các bạn ở video sau sẽ chỉ cách cho các bạn xài. Rồi các bạn mất hứng luôn. Mình chỉ mong được rằng ba người trước là coi như đã qua đi. Người thứ tư mình mong rằng anh ấy đã sử dụng tới cái này rồi, cắm vào và anh ấy đã đưa qua bên MacBook luôn rồi. Rồi là hết video các bạn. Không chỉ cho người ta là ok, khi bắt đầu như vậy rồi thì bạn phải làm như thế nào để bắt đầu sẽ trò chuyện được. Đó, như vậy là hết video à. Trời ơi, mình thiệt là thất vọng luôn. Bốn người Việt Nam các bạn, hai bạn bên Mỹ, hai bạn bên Việt Nam. Mình không biết là các bạn cố tình câu giờ để làm được hai video hay là các bạn như thế nào thì thật sự là mình không hiểu. Nhưng mà mình nghĩ rằng nếu như các bạn mua được cái gì đó, các bạn về, các bạn muốn show ra cho mọi người để người ta học hỏi, thì các bạn nên chỉ cho người ta luôn. Từ bắt đầu lúc các bạn đi mua về nè, rẻ hay đắt nè, mua ở đâu nè, rồi về đó các bạn set up của các bạn làm, và sau đó các bạn chỉ cho người ta luôn đi. Chứ cần gì mà các bạn phải đó, nhiêu đó là xong rồi, rồi phải chờ tiếp phần 2. Mà các bạn biết không, mình vô tìm hết 4 người luôn nha các bạn, tìm hết 4 bạn đó luôn. Phần 2 của các bạn là ở đâu, để mình coi cái cách các bạn sẽ chỉ cho mình xài. Không có bạn nào có phần 2 hết các bạn. Không có một bạn nào là có phần 2 hết. Cho nên là mình cảm thấy rất là buồn ha. Vì chắc có thể không biết mấy bạn nó suy nghĩ thế nào không biết, nhưng mà mình cảm thấy là mất phê rồi. Rồi sau đó mình rất là không vui. Mình mới bấm vô của Mỹ mình xem. Mình nói thật với các bạn nha, video của một người Mỹ, họ đang, mặc dù là họ nói tiếng Mỹ, họ nói cũng rất nhanh, nhưng mà mình cũng có thể nhìn những cái thao tác của họ, và họ chỉ mình cái nút này như thế nào, này thế nào, thế này. Đó, họ chỉ trong nháy mắt, họ cầm cái dây cable, họ nói rất là ít nha các bạn. Tại vì sao? Vì các bạn biết mình cũng có cuốn sách rồi, thì mình nhìn theo mình cũng biết thôi. Cái quan trọng là họ chỉ cho mình làm, chứ cũng không cần là phải nói nhiều, ok? Và cái dây này cắm vô cái MacBook, cắm vô cái này, thì cái đèn này nó sẽ lên màu đỏ. Và sau đó thì bạn đeo một cái headset nữa, bạn phải đeo cái headset để bạn nghe cái âm thanh của nó. Mở computer lên và bạn vô trong cái chụp hình á, cái chụp hình của bạn đó, và bạn thử là bạn nghe liền ngay tức thì. Chỉ đơn giản có như vậy thôi. Tức là khi bạn cắm vô thì bạn sẽ không biết nó như thế nào, ok? Chỉ có một second thôi là sao? Bấm cái nút record lên là xong. Đó, vậy mà các bạn Việt Nam của mình ơi, các bạn cắt ngay cái khúc đó, ngừng luôn à. Trong khi người ta chỉ còn có một cái động tác cuối cùng nữa là bạn có thể giúp cho người ta rất là vui. Người ta học hỏi được từ ở nơi bạn, và có thể người ta sẽ tặng cho bạn một like, một sub gì đó. Tự nhiên các bạn cắt ngang luôn, trong khi chỉ còn có một giây đồng hồ chưa tới. Chỉ có cần bấm vào MacBook, bấm bật cái nút camera hay là cái nút gì đó thôi à, là sử dụng được rồi. Mà các bạn không chỉ. Cuối cùng mình phải vào của Mỹ để mình xem. Video có 5 phút đồng hồ thôi, họ nói rất là ít, nhưng mà cái động tác họ chỉ cho mình nhiều. Đó, vậy là xong, biết sai rồi các bạn. Khi các bạn cắm cái đầu này vô trong MacBook, cắm cái đầu này vô trong đây, cắm cái đầu này vô trong đây, thì cái đèn này nó sẽ bật lên. Và sau đó bạn mở máy của bạn lên, bạn bấm nút record, quay phim, chụp hình, thâu gì đó là xong. Chỉ có vậy thôi đó. Thì các bạn nghĩ sao? Thành ra mình, đối với những bạn khác thì mình không biết, nhưng mà đối với mình thì mình cảm thấy là những bạn, 4 bạn mà mình được xem qua đó, về các bạn như vậy, các bạn nên đổi tựa đi. Là các bạn nên đừng có ghi rằng là hướng dẫn và sử dụng. Bạn đừng có dùng cái chữ hướng dẫn và sử dụng. Cái đó là bạn chỉ khoe cho người ta biết là ok, bạn mua được cái này rẻ, đắt, ở đâu, để cho người ta bắt chước bạn, người ta đi mua. Thì bạn có thể dùng một cái tiêu đề khác, chứ bạn đừng đề là hướng dẫn và sử dụng gì đó, bạn đề sai rồi. Các bạn nên sửa lại đi. Hơi buồn vì các bạn một chút. Vô Mỹ coi các bạn, chịu khó vô Google Translator, viết cái câu đúng tiếng Mỹ, how to set up the microphone, và ghi cái hiệu này ra. Nó show một loạt cho các bạn coi, vài phút đồng hồ thôi, mà họ chỉ cho các bạn từ đầu tới đuôi. Bắt đầu lúc họ chỉ cho tới lúc bạn làm được xong, vài phút đồng hồ.
Đây các bạn, chị Becky cũng có chỉ cho mình, mình mới mua về rồi luôn, còn ở trên lầu đó, một cái để riêng và có hai cái microphone mua rồi đó các bạn, để trên lầu chưa có setup, là tại vì tháo ra rồi nhưng mà cảm thấy setup hơi khó, cho nên cuối cùng là không setup, thì giờ lại đi mua thêm cái mới này nữa. Tại thấy cũng nhiều người khen đó, thích đó, cho nên mua các bạn để về. Rồi bây giờ mình đã xài được rồi, mình biết cách xài rồi các bạn. Khi mà các bạn gắn vô đó, chỉ có bấm ở trên computer mình thôi là nó thâu vô rồi. Yes, đây. Đó, thì bây giờ chưa có cần để xài cái gì hết á, cho nên là chưa có xài. Khi nào mà mình xài rồi thì mình cho các bạn biết nha. Nhưng mà mình cũng, bạn nào có mà chưa xài thì mình cũng chỉ cho các bạn luôn. Dễ lắm, các bạn chỉ cần cắm một cái đầu vô MacBook hoặc là computer, và cái dây này thì các bạn cắm vô đây thôi, rồi các bạn bật cái nút camera của các bạn trong máy lên là xong. Đó, chỉ có vậy thôi à, là các bạn gõ vô các bạn nghe tiếng các bạn liền. Xong. Đó, thôi thì mình xin tạm dừng video ở đây, vì các cháu hàng xóm có qua đây bơi đó, cho các cháu bơi. Các cháu qua mỗi ngày à. Thành ra là nãy giờ các cháu im lặng chờ mình. Cho nên là mình xin tạm dừng video ở đây và thân chúc tất cả các cô bác, các anh chị, các bạn và các em luôn luôn vui vẻ, bình an và hạnh phúc các bạn nhé. Con ếch nó kêu đó, giống Việt Nam quá ha. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Bye bye.